lên xe thì mình cũng đâu có dám ôm, mình để Ừ. tay khép nép. Ảnh thì ảnh vòng tay mình qua ôm ôm ảnh, xong tới vô ăn ảnh hôn mà hôn mình luôn, Hùng luôn. đè ra hôn luôn, Lần đè đầu ra tiên hôn luôn gia đình đầu tiên là xác định luôn á. hùng xong rồi trở về không? Dạ thì lên xe thấy gì đâu hẹn hò nhau mà ngồi cách yên xe khúc Kỳ. sợ té, cái hồi em lấy tay em vòng qua sau lưng em ôm lại luôn để em giữ vậy luôn. Tính cẩn thận nghe không, sợ người lớn té đó. Xin chào chị Hồng Vân và chào anh Quốc Thuận và tất cả các khán giả trong trường quay ạ. À. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào tất cả khán giả đang xem chương trình ạ. Dạ em tên là Trọng Hải, năm nay em 34 tuổi, em đang là giảng viên dạy tiếng Anh, đồng thời làm đào tạo về bên mảng khách sạn nhà hàng. Em tên là Trúc Vy, em năm nay 25 tuổi, em đang ở nhà buôn bán online. Cuộc tình của các em bắt đầu như thế nào? Cuộc tình của tụi em mà bắt đầu ở giảng đường. Ảnh là giáo viên dạy tiếng Anh của em ở trường, em học trò. Thì lúc đầu gặp cũng xưng thầy trò vẫn bình thường thôi. Dạy thì ảnh hay pha trò, thì ảnh xuống lớp, ảnh giả là BD. Ảnh nói là quỷ sứ hè. Mình nghe thì mình buột miệng, mình nói là trời mất hình tượng quá. Tối hôm đó ảnh nhắn tin cho em, ảnh nói là bộ mất hình tượng lắm hả. Ảnh lúc đầu cũng xưng thầy trò, xong lá hồi sau lẳng lặng kêu bằng anh em luôn. Bữa đó là nhắn tin là sáng đêm luôn, xong hẹn ngày mai đi ăn. Em thì em đi dạy cho nên là em có cái quy tắc là em không có quen với học trò. Nhưng mà hôm đó thì cô nàng này có vô trễ. Em thấy giống như trong phim anh vô mà cái hất tóc cái đi vô rồi đi ngang qua giống như là nhìn mình cái nữa. Cũng hơi hơi ấn tượng tại vì cũng là cái gu em thích, tức là cũng cao cao, tóc dài. Cô bé này có vẻ là hiền, thật thà. Tối hôm đó tự nhiên không biết sao cái em nhắn. Rồi sau đó thì hai đứa cũng suy nghĩ rồi cũng mới quen nhau. Lúc mà tụi em quen thì cũng cũng lén lút lắm. Em đi dạy thì em thả bé xuống ở gần gần trường. Tới lúc mà nghỉ ra chơi thì giả bộ đi chung nguyên lớp đi ăn, cái xong cái hai đứa tách ra đánh lẻ đi. Quen rồi xong tự nhiên đi vô trong lớp á, rồi có bị sượng không? Không có sượng. Quen ảnh xong đó rồi mình cứ muốn đi học lớp của ảnh không à. Ủa, Muốn đúng gặp rồi. ảnh hoài á. Nó lâu có mấy lần em cũng xém hố, tức là cũng đang kêu em, cái xong cái buột miệng xém anh xong, nhưng mà kịp gượng lại là hát cái chỗ đó thầy. vui lắm á. Với lại mình có cái tập là cứ nhìn về hướng của bé này ngồi không, mà lâu lâu cái thấy tụi học trò đang nhìn mình, cái thôi mình giả bộ mình lảng qua chỗ khác. Bao lâu thì là hết lén lút được, tức là bị bùng nổ. Tới lúc là bùng nổ là lúc mà em bị trường đuổi. Là trường phát hiện ra là sao? Cô hiệu trưởng cổ biết là hai đứa quen nhau, cái cổ có hỏi thì em cũng có nói là tại vì tụi em cũng đã tính tới chuyện lâu dài là cũng sẽ cưới này kia. Nhưng mà cổ có nói là để tránh gọi là giống như là các bạn trong lớp phân bì này kia, có cái sự không công bằng, thì là em tạm ngưng, em không có dạy cái lớp của vợ em nữa. Thì cũng đồng thời lúc đó là em có một cái công việc mới, thành ra là em mới quyết định là em chuyển việc luôn. Nói bị trường đuổi là em nói cho vui vậy thôi. Như vậy lúc đó là em không còn cơ hội để nhìn thấy anh thầy ở trên bục giảng nữa đúng không? Lúc đó em cũng nghĩ luôn. Ta là nghĩ luôn. Nghĩ luôn. Lần đầu tiên các bạn là nhắn tin với nhau à, đó suốt đêm đó. Dạ. Thì đến bao lâu thì các bạn mới chính thức quen nhau? Nhắn tin đêm đó là ảnh hẹn sáng ngày hôm sau đi đi ăn luôn. Lên xe thì mình cũng đâu có dám ôm, mình để tay khép nép. Ảnh thì ảnh vòng tay mình qua ôm ôm ảnh. Xong tới vô ăn, ảnh hôn mà hôn mình luôn. Hùng luôn. Đè ra hôn luôn. Lần Đè đầu ra tiên hôn luôn gia đình hả? đầu tiên là xác định luôn á. Hùng xong rồi trở về không? Dạ thì lên xe thấy gì đâu hẹn hò nhau mà ngồi cách yên xe khúc Kỳ. sợ té, cái hồi em lấy tay em vòng qua sau lưng em ôm lại luôn để em giữ vậy luôn. Tính cẩn thận nghe không, sợ người lớn té đó. Hả? Xưa đến giờ em với bạn bè em ngồi nói chuyện á, thường em hay hỏi câu hỏi này là giờ chị Vân với anh Thuận giờ nhìn hai vợ chồng em giờ anh chị nghĩ là ai dụ ai? Dĩ nhiên là ảnh rồi. Em ông thầy sao học trò dụ đúng không? Nhưng mà giờ em hỏi anh là giờ đàn ông mình đi đi chơi đúng không, mà học trò mình giờ mặc mặc đồ sexy hở hang vậy thì có phải là học trò mình dụ mình không? Có nghĩa là Là bữa hôm đó cũng hôm đó là sexy cũng đúng mặc không? đồ hai dây hay sao? Dạ đúng rồi, mặc áo hai dây nhưng mà ở ngoài có mặc một cái áo sơ mi nhưng mà nó hững hờ lắm, thành ra là em đĩa được hết. Nó vấn vương, nó hững hờ lắm Dạ rồi đâu có chịu nổi đâu. Sơ mi mà không cài nút đúng không? Dạ đúng rồi. Đó thì đúng rồi. Đó thì không phải vậy là ai em. dụ ai đúng không? Dạ. Rồi cuối cùng là dụ vô có chịu vô không? Dạ thì đi ăn thôi ạ. À. Đâu đi ăn. Đi Cái ăn gì nhưng mà đi vậy? ăn xong rồi hôn nhau. Không, Dạ. tao hung rồi mới ăn. Trong lúc chờ đồ ăn thì tụi em Thế thôi, ăn xong rồi đi về hay đi đâu nữa? Dạ ăn xong thì lúc đó tầm mới khoảng 2 giờ, mà trong khi thì bé vợ em thì tới khoảng 4 giờ là mới lên xe để đi tỉnh. Thì em mới kêu là thôi đi cà phê đi. Thì bé nói là mới ăn xong mà uống cái gì nữa là còn no lắm.
Cái xong cái em mới nói là vậy thôi để anh chở em về nhà để em nghỉ ngơi xíu đi rồi em đi. Cái tự nhiên cái nói với em là thôi em không muốn về đâu, em muốn ở bên anh. Cái em thấy vậy thôi cái em chở vô khách sạn. Chở vô khách sạn thôi. Mối tình nó dài dữ á. Ừ, mối tình tìm hiểu dài quá lâu. Lúc mà tới khách sạn á em cũng hơi thất vọng. Tại nghĩ là mình cũng không nghĩ là thầy giáo mà như vậy, nhưng mà tính em á thì thoải mái, em không phải là khép nép hay cái gì đó, thì em cứ suy nghĩ là vô thử coi sao. Cái ảnh tới chuyện gì tới thì tới. Cái mình cũng nói với ảnh là anh ơi mình có nhanh quá không anh. Ảnh mới qua anh nói là em ơi mình quen nhau lâu rồi mà, trong khi là vậy mình có 1 tháng à, mà nói chuyện được có chút xíu vậy nè, mà quen lâu rồi đó, đó vậy là lâu rồi đó. Tức là sau đó có sợ là ảnh hay lầm đổi dạ với mình hay không hay là như thế nào? Có chứ, thì cũng sợ, nhưng mà nếu mà ảnh không còn quan tâm mình nữa thì đối với em suy nghĩ lúc đầu là coi như tin một đêm. Nhưng mà được cái là cũng hỏi thăm, cũng quan tâm, cũng vui vẻ, bình thường, cũng trách nhiệm. Lúc đó em cũng còn lông bông lắm, có nghĩa là em cũng chưa có xác định là em sẽ cưới đâu. Nhưng mà sau một thời gian dài thì em thấy một điều là xung quanh mình nó toàn là ảo ảo không mà không có thiệt. Còn bé vợ em thì giống như là lúc nào cũng đợi em, cũng sẵn sàng chờ em vậy đó. Thì từ từ em mới nhận ra là bé thương mình thiệt. Rồi dính tới giờ luôn. Dính tới giờ luôn, tức là cái thời gian mà thương thiệt rồi dính tới giờ là bao lâu nè? Dạ cũng gần 3 năm. Rồi là hai đứa cưới lâu chưa? Dạ tụi em cưới được khoảng 1 năm. Có con chưa? Chưa, tụi em đang kiếm. Rồi, giờ mình kể tiếp nè. Trước khi cưới có cái biến cố gì không? Kể đi kìa. Tới sau khi đám hỏi xong thì tự nhiên cái đợt đó vợ em bị sốt, rồi ăn uống không có được. Xong cái tự nhiên cái tối hôm đó là cái bắt đầu là hôn mê. Thì thì cũng là tưởng là bệnh như bình thường thôi. Thì mới đưa vô bệnh viện 115 á. Thì vô thì tới lúc mà lên cấp cứu xong á, truyền thuốc như mọi khi thôi. Nhưng mà tự nhiên cái đợt đó đó là vợ em bị như là liệt nửa người luôn. Có nghĩa là bên trái thì còn cử động được một chút. Miệng là coi như là cứng đơ luôn, không có nói được luôn, ăn uống thì cũng khó khăn. Thì bác sĩ nói là đó là một cái biến chứng của cái bệnh viêm tủy. Thì cái đợt đó đó là coi như là hai nhà cũng rất là lo, tại vì chưa bao giờ là vợ em bị phát bệnh như vậy luôn. Thì cái đợt đó đó là em cũng vừa đi làm vừa chạy ra chạy vô, mà lúc đó em cũng rầu lắm, em cũng vừa lo nữa. Bạn bè này kia ai cũng nói em là suy nghĩ kỹ trước khi cưới, tại vì nhiều khi mày cưới về mày không chịu được rồi mày bỏ con ta rồi tội. Nhưng mà lúc đó thì em có nghe mấy bà chị bạn chơi chung với lại vợ em nè có nhắn tin cho em nói là hồi nãy chị vô chị thăm Vi nó mấp mấp cái môi thôi. Nó nói là về là kêu anh Hải là bỏ em đi mà đừng có như là tội cho em á. Sợ em là cứ phải gánh cho vợ em. Đó, nhưng mà em lúc đó em nghe xong em cũng khóc nhiều lắm. Xong cái em mới ráng bình tĩnh lại. Xong cái vợ em mới đưa về nhà thì cũng phải ngồi xe lăn rồi tập vật lý trị liệu một thời gian. Nhưng mà cũng có cái động lực đó, có cái động lực là nhờ có em bên cạnh đó, thì vợ em nỗ lực tập luyện này kia, thì khoảng chừng 2 tháng sau thì vợ em hồi phục bình thường. Và bây giờ là đi lại bình thường. Giỏi quá, vậy là phải nghị lực dữ lắm luôn hả? Bây giờ thì nó hết chưa? Dạ thật ra thì nói khỏe 100% thì cũng không phải là 100%, nó chỉ hồi phục được khoảng tầm 70-80. Nhưng mà bệnh này thật ra thì nó đã có từ rất là nhiều năm trước rồi. Nó sẽ biến chứng theo từng giai đoạn và từng cái độ tuổi của mình lớn, càng lớn nó sẽ càng biến chứng và nó sẽ càng nặng hơn nữa. Nói hồi phục 100% là không có. Mờ, điển hình giống như là con mắt của em đã hư rồi. Em chỉ còn thấy được 1/10 thôi. Và em chỉ còn được một con này để mà trụ vững cho 2 con luôn. Nhìn bằng một con thôi. Bây giờ mà nó có tái nữa thì nó còn sẽ nặng hơn nữa, và nó sẽ mờ hơn nữa, và nó sẽ yếu hơn nữa. Chứ mình không có trị được hả em? Dạ, bệnh này của em là... em là một cái dạng bệnh hiếm đó chị. Thì bên nước ngoài họ cũng đã nghiên cứu nhiều rồi, nhưng mà cũng không có thuốc chữa, chưa có thuốc chữa, chỉ là có cái thuốc để mà kìm nó lại thôi. Chế thôi. Hy vọng rằng là
khoa học ngày càng tân tiến sẽ tìm được một cái phương pháp nào đó để có thể chữa hẳn được căn bệnh này. Dạ. Chứ nó không chỉ là kìm hãm. Cho anh hỏi một chút cái chuyện này tế nhị là bác sĩ có nói là nó có ảnh hưởng tới cái đường con cái gì không? Không nói, nhưng mà bệnh của em thì nó sẽ tái đi tái lại rất là nhiều lần. Và mỗi lần như vậy thì phải truyền thuốc và uống thuốc suốt đời. Thì em không biết có con nó có ảnh hưởng hay không. Và cái lúc mà có con, thí dụ nó tái bệnh thì như thế nào. Nhưng mà bác sĩ cũng kêu là khuyến khích nên có con sớm. Tại vì sau này nó càng lớn tuổi nó sẽ càng yếu hơn nữa. Em có nói với mẹ em là gia đình em trước khi cưới, cái chuyện con cái thì con không có đặt nặng cái vấn đề đó. Tại vì đối với con thì sức khỏe của vợ con nó quan trọng hơn. Còn cái chuyện mà con cái thì coi như là tự nhiên đi, trời cho thì mình cứ nhận. Còn mà cũng hy vọng là giống như là có con xong thì thay máu, biết đâu thì nó có một cái gì đó, nó phép màu nó xảy ra thì có thể là vợ em nó sẽ giảm bệnh. Bây giờ mình khui tật xấu đi ha, sẽ ưu tiên cho bên này đi. Bây giờ nè, cô ấy có tật xấu gì không? Thì cái đầu tiên đó là vợ em dê lắm. Dê à? Dạ, dê lắm. Dê lắm hả? Dê. Dê em lắm. Hồi xưa quen á thì mỹ lắm. Mà sao tự nhiên cưới xong về cái như là chốt sổ rồi đó, thành ra là bung ra luôn. Dê em hoài luôn. Dạ. Dê đúng không? Đi ăn thì ăn xong đứng dậy, thấy không ai nhìn cái bóp mông em cái. Cái xong cái em quay qua em thấy mấy đứa nhân viên ở trong quán bụm miệng nó cười. Khoái đúng không? Khoái dòng bao phải không? Bự. Trên xe thì bình thường thì ôm bụng em, cái bóp cái bụng em vậy nè, cái lâu lâu đưa lên bóp vú cái. Xong cái đang ngồi này cái từ tuột xuống cái khẹo dưới cái. Đứng ngoài đường mà kỳ quá. Có đâu tay nó rớt xuống. Thôi về ngủ cũng không yên. Tối ngủ á là phải nắm mới ngủ được. Ở nhà mà em mặc mấy cái quần sọt mà hơi chật á, cái bắt em đi thay. Thậm chí có lúc là em tắm xong để sẵn cái quần rộng rộng cho em mặc. Rồi tối ngủ á là cứ về là phải đổi qua đổi lại sao cho thuận tay bả, để bả vừa ngủ mà bả vừa nắm được. Cái này đâu có xấu đâu, này dễ thương mà. Anh tưởng tượng nhiều khi em đang ngủ, em đang mới lên gym ngủ, không biết bả nằm mơ bả gặp ác mộng gì cái bả nắm bả giật giật. Rồi thiệt luôn á, em nhiều khi em đang ngủ em giật mình vậy luôn, mà trong khi bà ngủ tỉnh queo à. Mà đi lấy xe. Ngủ nhiều khi cái biết cái thế bà ngủ sao, tiện bà đang ngủ nè cái bà lên gối em cái gì. Tính ra là tụi em chênh nhau tới 9 tuổi lận. Đôi lúc em cũng quên mất là vợ em nó đang trong cái tuổi là còn trẻ, còn được cần được nuông chiều này kia. Cho nên là nhiều khi cái em mà lớn tiếng em la một cái là cái giận nè. Uống xỉn xỉn chút xíu nha, mà lỡ mà nạt bà một cái là cái bà khóc, hoặc là bà giận cái không thèm nói chuyện, không thèm quýu luôn. Tới lúc mà nạt em lại cái em xìu xuống. Rồi giờ tới em đó. Ảnh cọc tính lắm, ảnh làm mờ chút xíu là bắt đầu ảnh nhằn. Đi xe cũng vậy, ai mà hả đi sai sai xíu là ảnh qua bà, mày làm gì vậy, mày đi cái kiểu gì vậy. Ảnh có một cái tật á, ở nhà nút không mặc đồ, đi vòng trong nhà hết trơn á. Nhiều khi á ngồi trên ghế salon xong rồi bấm điện thoại mà không mặc đồ, trong khi là ở ngoài cái cửa không kéo rèm luôn. Còn thỉnh thoảng là vui vui mở nhạc lên xong rồi ngồi múa mà múa nước luôn hả? Múa nước. Bởi vì nóng nó nóng là phải tại rồi. Nóng á, tại đi làm về em nóng. Rồi em mong muốn chồng thay đổi gì không? Nói chung là ảnh rất là cưng em, mà rất là chiều em, rất là thương em. Chỉ có cái là bớt cọc tính lại. Ảnh mà la ảnh mà cọc tính chút xíu là em buồn á, em buồn rồi em khóc. Với lại em rất, dạ đúng rồi, em rất là hay suy nghĩ, nên em rất là muốn ảnh bớt cọc tính lại. Còn em? Em chỉ mong muốn là vợ em sẽ như là trưởng thành hơn, thông cảm cho công việc của em. Tại công việc của em là đi cũng khá là nhiều á, từ sáng đến chiều. Nhiều khi vợ em suy nghĩ nhiều, em biết là vợ em suy nghĩ nhiều, cái em cũng cho đi theo làm phụ em này kia các thứ. Tuy nhiên là em cũng muốn là vợ em sẽ thông cảm hơn, bớt những cái suy nghĩ tiêu cực. Đúng, dạ. Đúng rồi. Thật sự ra nhiều khi ở nhà em làm mấy cái trò khùng điên vậy đó, thì chủ yếu là chỉ cho vợ em vui thôi. Còn cái tính cọc của em á là giờ là đỡ lắm rồi, thì em cũng đang cố gắng để em giảm bớt cái tánh nóng đó. Cái việc mà em cần phải làm á, cái sức khỏe của mình là cái quan trọng nhất. Đừng có bị suy nghĩ tiêu cực là chính xác đó. Thì mọi thứ em cho nó nhẹ nhàng đi. Đó, còn cái điều em bớt nóng tính thì đương nhiên em đã xác định được rồi, em sẽ phải làm được. Cảm ơn. Dạ, em xin chào anh Thuận, chị Hồng Vân và các bạn khán giả. Em tên là Nguyễn Anh Thắng, năm nay em 34 tuổi. Nghề nghiệp của em là biên đạo múa.
Dạ em xin chào quý vị khán giả và em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Phạm Thiên Hương, năm nay em 26 tuổi, hiện là cho thuê đồ. Cho thuê đồ. Dạ. À, cho diễn viên múa thuê đồ đúng dạ, không? Dạ đúng rồi ạ. Rồi như vậy tôi biết tại sao hai người quen nhau rồi. Dạ, chắc đúng. Có lẽ là đi múa chung rồi quen nhau thôi đúng không? Hoặc là có thể là ông này ông dẫn nhóm múa đi đến diễn xong cái đầu cái cần. Đó qua thuê đồ rồi. Hốt luôn. Ông ấy bà tính mắc quá. Mắc quá. Xong rồi ông dùng những năm kế ông dụ bà đánh cứng trừ. Đúng không? Đúng không? Dạ không. Dạ, vàng đồ đó là của em. Của em bả về bả mới em mới cho bả cho thuê đồ à. Hai chồng em cơ duyên nào gặp nhau vậy? Em và ảnh thì biết nhau chứ chưa có nói chuyện với nhau thì từ 2015 đến 2017 á. Cuối 2017 là tụi em có diễn chung với nhau trong cái tiết mục múa thì ổng làm biên đạo. Thì khi mà nói chuyện với ổng thì mình thấy ổng giỡn với bạn bè rồi mấy đứa em cứ như là bê bóc bóng bê bóc bóng sao ta múa mà cái tay người ta đó thì cái tướng ta cái tướng ta nhiều nữa ta bóng. Có vô tình em đi ngang qua em nghe ổng nói chuyện điện thoại cái ổng bắt alo gì vậy bà nội. Em nghĩ là thôi chắc coi nhau như chị em thôi chứ cũng không suy nghĩ gì hết. Cái sau đó cái một đợt em thả thính ở trên Facebook á, em ghi là lấy chồng mà không được yêu thương thì thôi là để ở nhà ba mẹ yêu thương cho rồi. Thì ông này ông mới ghi vô là lấy anh hem. Lấy anh hem á, lấy anh hôm á. Còn cái chữ hem nó cũng mới đê dễ sợ. Cái em thì em cũng trả lời lẹ lắm, lấy. Ngồi bàn nói chuyện sớm lắm nha, đãi ở đâu rồi ngày tháng cưới mà trong khi hai đứa chưa quen biết gì hết trơn á. Ghi xong hết rồi em suy nghĩ là em nói trời ông nội này ông bd mà ông nhắn tin ông nói chuyện với mình kiểu đó, có khi nào ông dùng mình để làm bức bình phong với ba mẹ không, cưới về cái bỏ mình đó rồi muốn đi đâu tung tăng với lại bạn trai thì mình không biết đó, suy nghĩ đúng không? Rồi còn em sao? Dạ ban đầu á thì 2015 á là tụi em làm chung với nhau là dạy thiếu nhi. Em ấn tượng bả một cái là giờ bả lùng lùng vậy bả dữ dạ ơi, chăm đứa thiếu nhi á, một mình bả hét một phát một là nguyên một đám là im ru. Dạ ơi, giống như em tưởng tượng như là em coi phim mà Kung Fu mà sư tử hóng á đó, thì sao là bả y chang vậy. Ồ vậy á. Từ từ cái để ý thấy bả cũng dễ thương, lúc đó là bả có người yêu rồi nên thôi em không có. Nói chung là tụi em đi qua cuộc đời nhau là như thế. Tới năm 2017 á thì lên Facebook là mấy gì cô đơn này kia đó, rồi mới chia tay người yêu này kia đó, giống như thả thính vậy. Rồi em đớp thính. Ừ, nhưng nói nghe nè, rồi cái ngày đầu mà em đi chơi á. Dạ. Lúc anh mời em đi chơi là mời đi đâu? Dạ, mời đi uống cà phê. Thì lúc đó thì em cũng nghĩ là thôi chị em đi chơi với nhau. Nên là moi hết ruột gan để mình ngồi mình tâm sự với lại bả. Em buồn, em khóc, cái em dựa vô vai của bả. Nếu mà con trai thẳng á, là ví dụ như thấy con gái khóc thì ưa dỗ dành. Bà này bà cứng đơ à, chắc là thôi chắc không ăn thịt bánh bèo. Sau khi đi về rồi bắt đầu là nhắn tin qua lại rồi tùm lum lá hết trơn á, cái rủ em đi coi phim. Mình thì mình cũng hơi mến ổng rồi, nhưng mà coi là có muốn ăn mình không. Nên là ngồi thì mình cũng chủ động mình ngồi sát qua chút xíu. Để có cái nắm tay không á, cứ vậy nè, ngồi vậy nè. Em thấy trời ơi cái gì vậy, có ai ăn thịt bà đâu mà bà làm cái ghê vậy, mặt nghiêm túc lắm kìa, giống như là bị đơ bị cứng vậy nè. Em nói anh ơi em lạnh quá à. Lạnh em? Anh không có đem áo khoác em ơi, để thôi ráng chịu đi. Em bị nhát gái, thấy ngồi gần cái là em cũng run rồi. Cũng thích nhưng mà đâu có dám, giờ nếu mà em mà thò tay qua máng vô cái đâu biết bà này bà thích em hay không, lỡ sọt qua máng vô cái tái cái bóp cái là mệt mỏi luôn á, coi như bể kèo của em đó. Mình giống như là lâu quá không có bạn trai, thử cảm giác coi bóng gió nắm tay coi nó làm sao. Nắm tay vô thì bắt đầu cảm thấy phê. Có điện. Ừ sao nữa, thấy bóng gió vậy chứ mà cởi đồ ra muối không à. Nên là chịu không nổi. Vậy à? Có bữa ổng mồ hôi đỏ cái ổng cởi áo ổng ra, nói trời ơi đã quá vậy, cái gì đâu mà xấu muối đã quá, cái bắt đầu em tấn công luôn. Mình không có bàn về khuôn mặt đi, mình bàn về từ đây trở xuống. Đi chơi chung bả thì nhiều khi cái em cũng hay giỡn quỷ đó vậy đó, quỷ à, ai nói chị bd, chị không bd, chị là con gái thiệt đó vậy em đó hay, em giỡn vậy.
giỡn về để cho nó thay đổi không khí cho nó vui á. Lúc mà đi về em chở bả lòn tay ở sao bả ôm vô em, hai đứa nắm tay nhau, nói chung là rần rần người. Ừ. Người ta đã vậy rồi em vẫn còn nhát luôn hả? Dạ, vẫn còn nhát chị. Nếu mà mình tấn tới nhiều quá thì sẽ bị dội kèo. Qua hôm sau các em mới ôm. Bao lâu mới hùng? Ngày thứ ba là đã hùng rồi anh. Rồi cái vụ kia làm sao? Ai tấn công ai? Chắc em. Tại vì vô tình lúc đó là ảnh dẫn em qua nhà chơi, lên lên đầu ngồi chơi. Em ngồi ở ngoài đây chờ đi, anh đi tắm. Trong phòng ảnh có cái phòng tắm luôn. Cởi đồ ra cái cảm thấy là chà, này thịt này ngon. Cái vụ hồi cái bắt đầu là em đảo ra luôn. Là em tấn công trước luôn để thử cảm giác coi ăn thịt đồng loại nó như thế nào. Vừa tắm xong mở cửa ra cái là bánh. Hốt liền, hốt em liền. Hàng liền. Cảm giác sung sướng. Tức cái vụ nhát của em ghê. Dạ không, lúc đó là xong cái lần dạng liền chị. Rồi mấy lần sau là tự hốt. Mới đầu thì em nghĩ là chắc là tấn công trước á thì chắc là nó ngóc đầu nổi đâu. Nhưng mà lúc sau cái nghỉ hiệp, cái tới hiệp thứ hai không đè em ra. Em giống như là em bị lật kèo ngược lại á. Cái mình cảm giác như này được ạ. Được. Rồi thì các em khi mà về gặp phụ huynh thì phụ huynh có suy nghĩ, có nghi ngờ gì không? Về ấn tượng gia đình của em đối với ổng là chạy chiếc xe màu đỏ, mặc cái áo thun cam lửa, đôi giày màu đỏ. Khi mà nói chuyện chơi xong rồi ba em cũng cười, cái quay lại hỏi em là ba đâu có cần con cưới gấp đâu con, sao con đem cái thằng bóng lửa về vậy? Con nghĩ kỹ nha con. Rồi tới hồi mà đám cưới rồi á, quýnh ghen với đàn bà còn đỡ, mà đi quýnh ghen với đàn ông chắc ba chết luôn. Nó là không có, mà không lẽ giờ mình nói con test thử rồi. Thiệt nha con đừng làm ba sợ nha con. Còn khi em về gia đình bên đây thắng hay sao? Dạ thì em qua bển thì bên bển nghĩ em là bóng. Còn bảo mà qua bên nhà em á, má em quát em lại hỏi: ê, nó gái thiệt mày, nó có qua Thái lần nào chưa, sao giọng đàn ông quá vậy? Giọng bả hồi trước là ồ hơn bây giờ nữa chị. Em đẻ xong rồi cái nó thay đổi hóc môn nữ vô em hay sao á. Hồi lúc trước á, ai mà gọi điện thoại đến cho em nó kêu là dạ anh ơi cho em gặp chị Hương. Ồ vậy đó hả? Dạ. Giọng ồ giọng như đàn ông vậy đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Ừ, em là sinh em bé bây giờ là mấy tháng rồi? Dạ được 2 tháng rồi. Trời dạ, ơi vậy mà phọt phiết ngon lành. Dạ mới cưới được hồi tháng 8. Ồ vậy là bây giờ dễ thương quá, hạnh phúc quá rồi. Bà còn bóng nữa không? Lúc mà lấy nhau á là một tuần á, người ta có tuần trang mật. Còn tụi em là có tuần động phòng. Hai đứa giống như chim sổ lồng vậy. Vô hốt nhau một đêm 3 lần. Ngày thứ hai cũng y chang vậy, sung sướng quá. Hốt nhau lần nữa. 3 lần. 3 lần tiếp rồi tiếp, ngày thứ ba cũng y chang, ngày thứ tư cũng y chang. Rồi tới ngày thứ năm là đêm định mệnh. Em đi dạy từ 6 giờ sáng cho tới 8, 9 giờ tối em mới về. Biết thế nào là ba cũng hốt em một lần nữa. Em tranh thủ một cái tấm lẹ lẹ, cái em ra em định xuống dưới lầu dưới em ngủ. Mà ai ngờ vừa mở cửa toilet ra cái là bà đứng sẵn ngay đó rồi. Làm như bà biết hay sao á, bà biết em chuẩn bị trốn hay sao á. Vừa mở cửa ra cái là hốt lên liền. Nói đến dưới ăn cơm, thôi em đem cơm lên rồi khóa cửa lại luôn, không cho ra luôn. Em cho nhịn một năm luôn mà. Thế giờ luôn á trời. Rồi bây giờ sao, về lấy nhau rồi cái tật xấu nhiều không vậy? Tật xấu của ổng là khi mà cưới về á là mới biết là chồng em là cảm tử quân, ngồi đâu là quăng bơm đó. Đang ở trong nhà vệ sinh cái ổng hỏi em là: em ơi, em có biết hương vị tình yêu là như thế nào hay không? Cái em cứ nghĩ em đầu là chắc định nhào vô ăn thịt mình hay gì. Ông, em nghe một cái tiếng một cái, rồi ông ra ông đóng cái cửa lại luôn. Ông khóa chặt cái cửa ngoài. Dễ sợ luôn. Em như em bị nhốt ở trong chậu, em kêu mở cửa ra, mở cửa ra. Em hãy đứng ở trong đó mà tận hưởng hương vị tình yêu của anh với em đi. Giống như là cái tính xấu của anh là anh rất là cọc. Ví dụ như ảnh nói là em ơi đi phơi đồ đi, mà em mắc chăm con, em dọn dẹp á, em quên á. Ông cọc, ông nhăn cái mặt, ông khó chịu. Em không thích cái tính của ổng vậy luôn. Mặt ông nhăn thấy ghét lắm, đã xấu rồi còn nhăn nữa. Cái gì nữa nè? Ảnh hay làm những cái món đồ mà tự do ảnh thiết kế ra á. Thì ảnh cũng hay
để ở ngoài mà anh không dặn em nha. Ví dụ như thà em ơi em đừng dọn này, hoặc là em giục cái này đi, hoặc là em giữ cái này lại, anh không có nói. Cái tới hồi em dọn thì cái tính em là trước mặt em là em giục thùng rác hết rồi. Tới hồi ông hỏi ra cái ông bị mất đồ này kia, cái đâm ra ông cọc với em. Đó là như vậy. À nó cọc căng là từ đó mà ra. Rồi giờ tới tháng đó. Vợ em thì rất là dễ thương. Nhưng mà nếu mà nói về tật xấu thì phải chắc cho em 3 tập để em kể. Bây giờ em kể mấy cái tiêu biểu rồi. Đó. Em đang nằm ngủ vậy nè. Bỏ cái mớ bỏ quơ 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 cái quay qua giọng vô bụng em úp vậy ôm bụng cái. Ngủ đi em, ngủ đi em. Giặt đồ là đồ em vừa mới bận vừa cởi ra cái là đem bỏ vô máy giặt. Chưa hết, vừa nhấn máy giặt xong cái là đi xuống làm việc khác. Giặt buổi sáng vậy hả, tới tối cái là đồ nó thúi quắc. Bà thấy thúi quá cái bà giặt lại lần nữa. Bấm điện thoại xong cái bà ngủ quên. Tới sáng cái lên đồ nó thúi quắc tiếp. Giặt rồi bà nhấn giặt thêm một lần nữa. Phơi xong cái là bà để đó. 4 ngày sau bà mới ra, bà mới lấy đồ vô. Nguyên một cái thao đồ bự chà bá vậy nè. Bà ngồi bà xếp từ từ, xếp từng cái được 4-5 cái á, xong rồi bà đi làm việc khác. Để 4 ngày sau bà mới xếp được hết thao đồ đó. Quên mà lại mất tập trung nữa. Tính ra một mẻ đồ của em là gần 2 tuần mới xong. 2 tuần mới xong. Bây giờ em mong muốn vợ thay đổi cái gì nè? Em mong muốn vợ em biết sắp xếp thời gian làm việc nào, nói chung là cho nó xong ra cái việc đó đi, xong việc rồi đó. Mình mới làm tiếp công việc khác. Em mong muốn anh thay đổi điều gì? Mong là ảnh cũng bớt lấy đồ dụng cụ trang điểm của em, để cái kéo cắt lông mày á, thì em thấy ông này ông lấy nó ông cắt lông mũi của ông. Tính kỳ lắm chị, đi đâu là cầm lấy cái kéo cắt bếp á, đứng cắt gì nè. À ghiền cắt lông mũi. Ghiền đó là ghiền á. Bằng tại tất mũi cả này. Các loại kéo. Em mong muốn chồng em á là cái tính cọc cằn á thì cũng không có khuyên ảnh là bớt hay như thế nào đó, nhưng mà phải hiểu thông cảm cho em, tại vì em cũng có em bé nữa, nó loay hoay vòng nên em cũng quên trước quên sau á. Bớt cọc đúng không? Dạ, đúng bớt rồi. Cọc cằn. Em muốn ảnh bớt cọc á thì là mình phải bớt giục đồ, tức là này là có qua có lại đó. Cái điều mà chị muốn chúc tụi em á là lúc mà tân hôn lại đó nha, phải lượng sức khỏe nha. Dạ. Không có như lần trước nữa bệnh nữa nghe chưa. Dạ. Liều lượng nghe chưa quỷ. Cảm ơn hai em nha. Em là Nam Anh thì em sinh ra ở Sài Gòn, mình cũng lớn lên ở Sài Gòn mình luôn. Em 36 tuổi, công việc em làm về công nghệ thông tin. Dạ. Rồi mời bà xã Nam Anh. Dạ em dạ con chào cô Hồng Vân, chào chú Thuận. Thì con tên là Hà My, hiện tại con làm trưởng phòng đào tạo doanh nghiệp của một cái thương hiệu thẩm mỹ. Tức là hai đứa không có làm một cái chung, nghề gì mà chung. Liên quan đến showbiz với nghệ thuật đó đúng không? Dạ không hề. Còn ước mơ biết sao không? Tại vì vừa bước ra nhìn hai đứa và nhìn phong thái hai đứa, anh cứ tưởng đâu là hai đứa là diễn viên hay là người mẫu gì không à? Không biết chị có thấy gì không? Chị thấy y vậy luôn á, đúng không? Đó, và bất ngờ là với một cái dáng như thế này, với một thông thái như thế này mà đó là làm nghề công nghệ thông tin. Dạ. Thì anh cũng rất là bất ngờ. Cái này là số phận đưa đẩy thôi à. Bây giờ hai bạn kể cho anh nghe đi, cái lần đầu tiên mà hai đứa gặp nhau như thế nào và có ấn tượng gì về nhau không? Thì em hay nói với bà xã em, nói vui á là bà xã em cua em. Anh cũng nói vậy đó. Đúng rồi, đấy đó, thật sự là giống như là một cái cớ lấy lý do của đàn ông mình giữ lại cái danh dự, một chút cái danh dự của mình thôi. Anh nói gì vậy, em không cần phải nói gì đó ra. Tại vì đi đâu tôi cũng nói vợ tôi cua tôi hết. Đúng rồi, em cũng nói vậy đó. Nhưng mà cái thật sự ra là bà xã em cua em thiệt. Của cua em sao? Cái lần hẹn em nhớ là thứ hai thứ ba gì đó, đang ngồi uống cà phê. Em nói thật sự ra mà nói là lần đầu gặp bà xã thì bà xã là một người trong những người, không phải là những một người phụ nữ duy nhất mà làm cho em bị cứng họng. Bị đơ đó. Bị đơ. Đó. Là đúng ra là hẹn hò với bà là em không biết nói gì nữa. Không biết phải làm gì, không biết phải làm gì, sao? Không biết phải nói gì. Thần thứ nhất thái. Là cái thần thái, đúng thấy là chưa? Cái thần thấy thái. Chưa? Cái thần thái của bà xã em là khiến cho em không thể nào nói lên lời, giống như là mình bị cứng họng trước bà xã, mà trong khi đó là mình cũng thuộc dạng lúc đó mình cũng trải đời nhiều, ba mấy tuổi là cũng đã trải đời nhiều. Mà chưa bao giờ bị cái trường hợp mà bị một người phụ nữ mà làm cho mình không biết phải nói gì hết. Nhiều khi là phải đợi bà xã nói trước mình mới dám nói chứ không dám bắt chuyện. Thần thái một phần thế nên đoàn. Nhưng mà thế đấy là cái bây giờ cái điểm đấy là em chưa kịp làm gì hết mà đang ngồi qua cà phê tự nhiên bà xã hôn em cái chốc.
Là lần đầu tiên luôn. Cái gì mà anh kể tùm lum tà la. Là hỏi là bà xã cô em hay em cô? Là lần đầu tiên luôn. Không, cái đó là lần hẹn thứ hai hay gì đấy. Đâu? Trời ơi, anh này anh kể giống như là hả? Chính xác là như trailer vậy đó chú. Có nghĩa là chỉ cho người xem thấy những gì mà người xem muốn thấy thôi. Tức là nó, bây giờ là mình kể phần sau. Là đầu tiên á, thật sự á là tụi con gặp nhau á là một tháng á, là đúng một tháng là anh cầu hôn con rồi. Mà tụi con gặp nhau là qua mai mối. Mai mối. Thì lúc đó là đầu tiên là con đi Singapore với bạn con đi đón giao thừa đầu năm. Cái xong rồi bạn đó là bạn thân thì cũng than quá, trời ơi ế quá. Tại vì lúc đó cũng chia tay người yêu được, chia tay người yêu cũ là được một thời gian rồi. Thì than cho vui vậy thôi, mà ai ngờ vừa mới bay về nước xong cái ăn Tết xong qua Tết cái là gửi hình kêu hả đi gặp người này, đi làm mai người này người kia đó. Cái làm mai nó trời ơi nó chơi không làm thiệt hả, mà làm mai rất là nhiệt tình nha, có nghĩa là làm mai không chịu đi rồi là hả còn hả phải đu đeo ra rất nhiều người nói thêm vô, là một tuần sau đó là cuối cùng là con mới chịu gặp. Thế đến lúc mà gặp anh này xong thì tại vì bạn thân của con là chơi thân với chị gái anh này, chị gái anh này thì hàng ngày là ha em tao nó ế quá mệt mỏi quá, giống như là ha kiếm ai cho nó đi, trời ơi kiếm ai cho nó đi chứ không sợ để vậy nó bê đê mất làm sao kiểu vậy á. Cái xong rồi mới đi ra gặp, thì lúc đó là đi ra gặp ở quán cà phê Highland ở ngay Phú Mỹ Hưng nè. Cô cái bạn con thì gọi điện rồi nó nè tôi nói bà nghe nè, bà có thể ăn bận đồ mà xấu hơn thường ngày một chút được không? Cái nói ủa người ta đi làm mai ví dụ như đi gặp mặt như vậy là phải kêu bận đồ đẹp lên chứ tại sao lại kêu bận đồ xấu đi. Nói tại vì bà làm lố á, bà lúc mà ngày nào mà cũng lố hết, bà bớt lố đi được không? Như là bớt lại cho người ta đỡ ngộp được không? Rồi bây giờ nè, chú hỏi nè, khi mà con gặp ảnh á, cái lần đầu tiên con có ấn tượng gì về ảnh này không? Ấn tượng lần đầu cũng gặp ảnh là trời ơi này cao quá. Chú nói trời ơi gì mà cao quá vậy trời. Còn bận đồ rồi đầu tóc thì bù xù, xong rồi bận cái áo thun, xong rồi đi đôi dép lết. Trời ơi, nói chung là tại vì con là một người gọi là con nghiện thời trang á, mà gặp ông này là giống như là lôi thôi anti thời trang. Anti thời trang. Anti thời trang. Rồi sau đó thì là coi như là cái buổi đó là toàn là con chiếm diễn đàn, con nói câu đúng không? Con đâu nói gì đâu, tính con hai đứa nói đúng rồi, toàn buổi đó con nói nhiều, không nói chuyện, là hai đứa không ai nói luôn. Có con nói vài câu, nói chung là cũng có tiếp xúc trao đổi vài câu, nhưng mà thấy cái cô nàng này gần như là không trả lời mình thì mình cũng bị chán trường. Bữa đó chán trường thì dĩ không là chán trường mà giống như là có nghĩa là chắc là cô này còn chưa muốn nói chuyện với mình. Thì dĩ nhiên đối với một người đàn ông thì mình phải tìm cách tấn công chứ. Rồi cái lần hai thì không biết như thế nào, lần hai ổng có dọn dẹp lại không hay là ổng vẫn lôi thôi như vậy? Lần hai là ổng đâu dọn dẹp đâu, ổng lột xác luôn chú. Là sao? Là sao đâu kể coi. Có nghĩa là hôm đó, sau hôm đó về á là coi như là đến tối hôm đó thì con vô cái con mở thử cái hộp tin nhắn gọi là sao, là những người mà chưa có được làm friend của mình thì người ta gửi tin nhắn cho mình qua Facebook thì mình đâu có nhận được đâu. Tin nhắn chờ. Đúng rồi, mình phải mua cái tin nhắn chờ đó. Thì con thấy ảnh nhắn tin cho con này, con mới nhắn tin lại. Thì ngay hôm sau là ảnh mời con đi ăn với đi coi phim luôn. Rồi lần thứ hai sao nè? Dạ lần thứ hai thì ảnh có một cái là mới gặp ngày hôm sau luôn nha cô, mà ảnh đi hớt tóc. Đó, ảnh đi hớt tóc, ảnh vuốt gel lên. Rồi ảnh bận áo sơ mi, mà áo sơ mi mà đàn ông mà muốn bận một áo sơ mi như vậy đến gặp bạn gái lập tức phải bỏ thời gian ủi rồi đúng không? Đúng. Quần cũng ủi luôn. Đúng. Rồi xong rồi mang giày tây. Rồi xong rồi hả nước hoa nồng nàn. Thôi bây giờ nè, thôi bây giờ mình tới được luôn cái phần kia đi. Dạ. Đó là sau cái lần thứ hai đi coi phim đó. Dạ. Thì đến bao lâu thì con thì Nam Anh mới tỏ tình với bạn gái? Cũng nhanh lắm, em nhớ là hai đứa biết nhau đúng 3 tuần. Và trong 3 tuần đó hình như gần như tuần nào em cũng tỏ tình cả, và cả 3 lần tỏ tình đều thất bại. Vậy hả? Bà xã em khi mà tỏ tình bà xã em từ chối. Nói em nhớ là em cũng có set up đàng hoàng, là cũng có romantic dinner, là có mời đi ăn rồi set up đàng hoàng, rồi tặng hoa, rồi cũng có mọi thứ là làm không khí hết. Nhận một cái chữ không. Lý do tại sao đó rất là, và đến lần thứ ba em mới biết được lý do tại sao. Thì là lần thứ ba là bà xã, em nghĩ đến lúc đó là lần cũng tuần thứ ba rồi, thì bà xã mới nói là em không có muốn kiếm bạn trai. Và đến với cái giai đoạn này bà xã chỉ nói là nếu mà thấy được thì tiến tới luôn. Bà nói câu đó thôi thì mình anh chơi lớn với em. tới luôn chơi lớn với em. Đúng rồi. Giờ đó mà bạn trai chi nữa đúng không, được thì là làm đám cưới luôn. Ủa, lúc chứ đó ha. Là con bao nhiêu tuổi? Dạ 29, 28, 29 gì đó. Vẫn còn trẻ chén. Gần 29 hay sao đó. Ủa, thì... nhưng mà với một cái người như Nam Anh như vậy nè,
đẹp trai nè, cao lớn như vậy, mắc mớ gì mà phải phải gọi là quen bạn gái bằng cách là giới thiệu ta? Tại sao lúc đó là Nam Anh lại không có bộ? Dạ em chưa bao giờ nghĩ mình đẹp trai cao lớn. Có cao mà, 1m80 mấy mà không cao là sao? Em không biết, như đó là cái mặc cảm của em từ nhỏ lớn, em cảm thấy mình không có cái gì đặc biệt cả. Trong 3 lần mà anh tỏ tình với con đó thì 3 lần nó có khác nhau không hay là nó giống nhau đó, và tại sao tới lần thứ 3 thì con mới nói ra cái lý do đó? À thật ra như vậy nè, tại vì sau này con mới biết, anh kể thì sau này con mới biết là anh yêu ai cũng nghiêm túc á, tính theo năm không mà yêu thời gian rất là lâu luôn á. Còn giống như con là con yêu là con nói chứ là sao ta, lâu chán hả? Con biết sao, tức là đôi khi á, chỉ vì một cái hành động nhỏ thôi mà con tụt mút rồi con cảm thấy con muốn tiếp tục mối quan hệ đó luôn á. Chắc con hơi cà chớn kiểu vậy. Rồi là lần thứ tư là cầu hôn luôn. Lần thứ tư anh cầu hôn thì con cũng ok, con nhận lời. Và lần thứ tư á, khoan chú đang muốn tò mò là lần thứ tư nó có hoành tráng không? Hoành tráng không hề, hành tráng luôn. Lúc là coi như là một cái hành động bộc phát luôn. Như thế nào? Là em bữa đấy em chở mà bà xã em về đi chơi, cũng đi chơi đi ăn đi uống, xong rồi chở đến trước cửa nhà, đứng ngay dưới cây đèn đường cầu hôn luôn. Có quỳ xuống không? Dạ có. Anh qua nhà con trước một buổi, trước khi mà dẫn mẹ anh qua, thì lúc mà anh qua nhà con á thì mẹ con cứ nói là nó tệ vậy nè, nó đủ thứ như vậy nè, con có tìm hiểu kỹ chưa mà con qua hỏi cưới nó rồi tùm lum ta la hết, kể xấu con gái đó đúng không? Dạ đúng rồi, mẹ con là kể rất là xấu luôn, có nghĩa là con test chưa đủ, ba mẹ con còn test tiếp, mà trong khi là con một phần cái quyết định mà để mà con phải kết hôn như vậy là cũng là do là ba mẹ con gây áp lực tâm lý. Mẹ của con là dân chơi hệ tâm linh, còn ba của con là dân chơi hệ tâm lý, có nghĩa là mẹ của con ngày nào sáng ra bước cửa ra đi làm là hả, tao nói cho mày biết nha, tao đi co bói rồi đó, mày mà không lấy chồng mà trước cái ngưỡng 30, lúc 29 tuổi rồi mày còn không ai mà cho deadline, sếp con cũng không cho deadline mà gắt như vậy luôn á. Còn mấy bao nhiêu chưa được năm nữa là 30 tuổi rồi, mày mà không lấy chồng trước tuổi 30 á, tao coi là mày không lấy trước 30 là mày khổ nha con. Ngày nào cũng nhai là chơi hệ tâm lý đó, ngày nào cũng ám thị vô đầu vậy đó. Cái xong rồi còn ba con là người chơi hệ ba tâm mẹ lý. Con là tâm linh, mẹ tâm linh. Ba con là người chơi hệ tâm lý. Ngồi xuống đây thì ba nói chuyện, bố ngồi đây bố nói chuyện với con. Bố nói cho con biết cái điều này. Mẹ của con á, vợ của bố chỉ có đủ sức khỏe để lo cho một mình bố thôi. Không có đủ sức khỏe để lo thêm cho con nữa. Cho nên là con muốn ai lo cho con phải tìm cái người khác chăm lo cho mình, chứ vợ của bố bây giờ là không còn đủ sức khỏe mọi thứ mà để phải lo cho con nữa. Hay quá, tâm lý. Ngày nào cũng nhai vô đầu vậy đó. Xong rồi mỗi một buổi sáng ra cứ sáng ra bận đồ đẹp tung tăng rồi đến công ty là bắt đầu hả. Hồi sáng ba với bố với mẹ đi tập thể dục. Bố nói với mẹ là đến năm 30 tuổi là bố đổi ổ, con ra khỏi nhà rồi bố đổi ổ khóa. Trời ơi, xong rồi á hả, ngày nào cũng như vậy đó. Lúc mà đến khi mà đi làm giấy đăng ký kết hôn á, con làm không có ai làm cái giấy đăng ký kết hôn mà gian nan như con luôn á. Mẹ con với con đi lên phường, lên quận gì đó làm tổng cộng là 11 lần mới xong cái giấy đăng ký kết hôn. Wow. Trời ơi, không ai mà cưới mà gian nan vậy luôn. Còn ba của con thì không có giấy đăng ký kết hôn thì ba sẽ không có đến tiệc cưới đâu nha con. Tức là phải đăng ký kết hôn trước rồi ba mới đúng rồi. Đúng rồi. Tại vì anh quốc tịch, lúc mà đăng ký kết hôn mới lòi ra anh quốc tịch Mỹ. Mà cái gì mà cứ tên mà dạ, mà cái gì mà đổi tên qua nam anh nam cái gì trong cái giấy passport đó, nói chung là có bị một cái đó thôi, cái tên thôi đó mà phải đổi lên đổi xuống tới lui hoài đó. 11 tổng cộng là 11 lần luôn á chú, cái mới lòi ra, cái tự nhiên cái lòi ra quốc tịch Mỹ, xong ba con lo lắng ví dụ như là nhà người ta thấy nhà tâm lý bị lo lắng về tâm lý. Đúng rồi, ba con bị lo lắng, ba con lo lắng vậy nè. Thôi chết rồi, nó quốc tịch Mỹ chắc không được rồi, nó quốc tịch Mỹ rồi, có khi nào mốt cãi nhau nó bỏ đi Mỹ, nó bỏ con mình đây không lo bọn con ơi, nó quốc tịch Mỹ có khi nào là hả, mốt cãi nhau cái xong bỏ qua Mỹ bỏ con đây không ba, không con. Còn mẹ con thì mẹ lo lắng quá, mẹ sợ có được vài bữa mày bỏ anh ta quá. Ông già đi sợ con gái mình bị bỏ. Còn mẹ thì sợ mẹ không con gái dễ bị bỏ, dễ bị bỏ. Nhưng mà lúc mà mẹ vợ mà mẹ cái mẹ xấu của mẹ con đó, rất là thích anh Nam Anh nha. Mẹ con rất là thích, rất không thật ra là khi mà đã kể ra những cái tật xấu của con rồi mà được một cái chàng trai này chấp nhận hết thì dĩ nhiên phải có cảm tình với chàng trai này rồi đúng không? Nhưng mà lúc đó mà khi nghe những cái tật xấu của bạn gái mình á là lúc đó cái đâu có phải bạn gái đâu.
Đến chưa bao giờ, chưa bao giờ, chưa bao giờ là gái, cũng chưa bao giờ nhận làm người yêu hết mà. Chưa bao giờ. Cái lúc mà nghe mẹ vợ tương lai đó kể xấu về con gái của mẹ đó thì lúc đó cái tâm lý của người Nam Anh sao? Bình có, thường có tin không, có tin cái lời đó là đúng không? Có, nhưng mà hoàn toàn bình thường. Bình thường à, tại vì mình đã yêu rồi là mình phải chấp nhận đó đúng không? Dạ, cũng đúng cái trường hợp như vậy. Rồi thôi, nói chung là các bạn này cái tình yêu nó cũng đẹp quá, nó không có cái gì gọi là trắc trở cả. Và gần như là các bạn là những người rất là hiện đại, đúng không? Nó xa nó gần có, chi cho rùng rà vậy, cũng là xô ra hết đó. Vậy thì chắc không có tật xấu gì mà nó lòi ra, đúng không? Ủa, tật xấu nào cũng lòi ra chứ chú. Ở đó thì bởi vì tật xấu suy nghĩ mà gần. Chú mệt suy nghĩ ghê mà đó. Bây giờ thôi, bây giờ nếu mà có tật xấu thì khui ra hết đi. Nhiều lắm. Ai trước đây? Chắc anh mong chờ lắm. Anh nói đi. Ủa, anh có biết chương trình này mà đúng không? Dạ cũng có biết ạ. Mà biết cái phần này mà đúng không? Dạ cũng được biết ạ. Đó, thích phần này lắm đúng không? Ủa, thích lắm lắm luôn á. Ra ngoài là rất là ít nói, nhưng hồi đó anh cua con á, anh không có nói gì luôn á chú, còn tưởng là anh cái gì anh không, cái gì anh cũng chiều theo ý con, không bao giờ nói năng gì luôn á. Xong bây giờ về nhà là giống như là một con người hoàn toàn khác, như cảm giác mình bị lừa á chú. Trời ơi, anh nói chuyện mà giống như chú cảm tượng, có thể tưởng tượng được, giống như là cái cách anh nói chuyện á là nói nhiều tới mức độ giống như là tiếng karaoke nhà hàng xóm trong truyền thuyết gì đó. Trời ơi. Có nghĩa là liên tục mà nghe rất là con nghe nói nhiều, con nghe bị stress luôn nói đó nhiều. Nói nhiều rồi. Còn con là về nhà là không nói gì luôn á, đến nỗi con nói với ảnh là chắc người ta đi ngang qua nhà mình ta tưởng vợ anh bị câm á, lấy người vợ bị câm, tại người ta nghe tiếng Anh, tao bao giờ nghe tiếng vợ anh á. Rồi một tật nè, một tật xấu nè. Cái đó là nhất là ảnh, thật ra là ảnh nói nhiều, ở đây là ảnh giỡn thôi. Ảnh chỗ anh rất là nhây, mà ảnh hoàn toàn không có giống như cái lúc mà ảnh cua con luôn á. Lúc anh cua con là giống như anh không nói năng gì anh chị. Dù anh con nói cái gì, con cần gì á là anh anh ok, anh đáp ứng vậy thôi, không bao giờ mà ý kiến một cái gì luôn. Con nghĩ là chiêu trò đó chú. Cái xong rồi về nhà rồi bây giờ anh nói là ví dụ như là tự nhiên cái con hôm đó con đang ngồi, cái ảnh quay qua anh nói My, em kiếm chồng ở đâu vậy? Em kiếm chồng ở đâu hay quá chị, anh kiếm với anh thấy em lấy chồng sướng quá, anh cũng muốn đi lấy chồng. Hề hước yêu nhộn ngầm, ông tự đề cao bản thân ông mà ông muốn cự ra có một cái gì đó nhắc khéo. Trời ơi, vậy luôn đó. Xong rồi hả, buổi tối vừa đi ngủ anh ôm con, anh nói là My, người đàn ông của đời anh. Bê đê không? Diễn bê đê không? Trời ơi, cái anh nói là có ai như em không, đi làm về cái em nằm ẹ ở sofa xong bấm điện thoại thấy giống như thằng đàn ông không? Đó, vậy trách đó. Trách khéo đó, trách khéo mà trách kiểu đáng yêu đó. Anh hát là anh yêu em như rừng yêu thú dữ, anh là rừng còn em là thú dữ. Rồi anh hát cái gì tùm lum tùm la, ngày nào anh cũng hát á. Hát ghê đó phải không? Anh hát xong rồi bây giờ đến mức độ thằng con nó cũng kiểu như nó cũng cái miệng cũng như ảnh nữa, là con ngồi con nghe hai cái loa. Trời, nó gặp như vậy nè, một bên bát một bên chép. Đó. Rồi. Một tật rồi, còn tật gì nữa? Rồi có nóng tính không? À, ảnh là một người rất là nóng tính luôn á. Rất nóng tính luôn hả? Rất nóng tính. Cho một ví dụ cụ thể về cái nóng tính coi. Con thấy cái gì anh cũng nóng được, có nghĩa là cái lần mà nóng tính nhất của ảnh, và ảnh hành động như thế nào? Nóng tính nhất của ảnh hả? Thì đó, có cái tật đó. Với cái tật thứ ba là mệt, cái tật mà khiến con giống như là rất là mệt mỏi luôn. Đó là cái tật mà mua đồ cho anh rất là khó khăn. Muốn mua cho anh cái gì rất là khó khăn. Con là mua hệ sĩ. Có nghĩa là ví dụ nhìn hai đôi giày đó mà con không biết nên mua cái đôi nào, hai đôi thì con thôi lên lấy luôn cả hai. Ví dụ nhìn cái dãy áo đó mà nó có nhiều màu mà con không biết nên mua màu nào là con mua luôn. Tất cả các màu. Đó, cái xong con mua chảnh, cái lần đó con mua chảnh đôi dép mà con mua thấy hai đôi nào cũng đẹp hết. Mỗi đôi một phong cách, cái con lấy về cả hai. Con mang giờ trời ơi, mua có hai đôi dép thôi mà bị càm ra một năm trời chưa xong, từ năm này qua tới năm khác làm luôn. Làm nó hoài đúng không? Anh lôi không, ra, không, lâu không. Lâu là nhai lại, lâu lâu rồi lôi ra nhai lại chú. Trời ơi, nhai còn hơn mẹ con nữa. Là la con tại sao mua hai đôi á phải không? Trời ơi, con tặng quà cho ảnh mà con bị á, giống như bị trời rất rối loạn thần kinh luôn á chú. Suy nghĩ á, bị sợ áp lực á. Từ khi mà con gặp ảnh con nghĩ là chắc con có cái nghiệp gì với chị, cái chuyện mua sắm nè. Ngày xưa con ở nhà con mua sắm cũng cực lắm luôn. Hồi nhỏ ở với mẹ con á, con mua sắm mà con về nhà con phải lén lút lút đi vô, xong con lật tấm nệm lên, con xếp quần áo dưới, xong con đè tấm nệm xuống để cho mẹ con không biết. Mà con giờ lấy chồng y chang luôn. Con mua cho con thì không sao,
còn con mua cho ảnh là cái gì mà của ảnh là con mua gì cũng phải lén lén lút lút rồi cắt mạc rồi lột giá ra. Có lần con mua xong rồi con phải mang qua gửi cho mẹ ảnh, rồi mẹ ảnh qua đưa cho ảnh là ừ tao mua cho mày đó, thì đó rẻ lắm không có nhiều đâu, cho nên là ảnh mới nhận. Mà cái đó là con mua mấy lần là mua xong phải giấu ra, giống như ảnh phải giấu vô chổng này, giống như đó là đồ có sẵn chổng từ rất là lâu rồi á. Anh mua anh đó đúng rồi, anh mua anh cũng là của anh mà anh không nhớ đó. Mà mọi nhân nhân đây nói luôn, nói đi. Luôn đi, có mong muốn anh thay đổi cái điều đó hay không, hoặc là mong muốn anh thay đổi điều gì? Thật ra nếu mà chú biết cái cảm giác mà mình được tặng quà cho những cái người thân yêu của mình á, đôi lúc á cái điều duy nhất mà mình nên làm lúc đó chỉ cần nói là ừ cảm ơn em. Vậy thôi, cảm ơn cái tấm lòng quen, hoặc là ừ anh cảm ơn em. Ta nghĩ cho mình, trời ơi chú không phải là cằn nhằn mà cằn nhằn theo năm tháng đó cô, chứ không phải một ngày đó là xong. Thì bây giờ nè, bây giờ con muốn muốn ảnh thay đổi điều đó hay không, con nói với ảnh đi. Em chỉ cần một năm anh chịu mua sắm cho bản thân một lần là em chính mừng. Chính xác đó, con nói thẳng cụ thể luôn hả? Con được nói đi ra đó. Dạ được, hoàn toàn được cái đó, hoàn toàn đồng ý cái chuyện đấy. Dạ. Bây giờ tới năm anh nè, cổ dạ. Có tật xấu. Dạ thì đây cũng là quay về cái chuyện chi tiêu. Thì đây là một trong những cái vấn đề là thí dụ trong một ngày em nhớ là hôm bữa đấy là cái ngày em đang ngồi em đứng tập trung rửa chén, rất là tập trung tại chén rất là nhiều. Thì đang rửa chén thì thấy bà xã là tung tăng chạy ra. Bà xã nói anh ơi, hôm tháng này em để dành được nửa tháng lương. Thì hai vợ chồng cũng bàn với nhau là cái chuyện là cũng phải tiết kiệm chi tiêu, tại vì bắt đầu có con, sắp có chuẩn bị có con rồi, lên kế hoạch tương lai, nhà cửa mua này mọi thứ, mình phải chuẩn bị những cái chuyện đó. Thì em nói bà xã chạy ra, anh ơi em để dành được nửa tháng lương, hí hửng lắm. Thì em cũng quay qua nói ủa em hôm nay mới ngày 14 mà. Tức là chưa đến hết tháng, mới nửa tháng mà em đã được nửa tháng lương. Kêu em nói xong cái mặt bà đỏ lè, bà không nói gì, bà vô màu đóng cửa lại. Ủa là sao, là đến nửa tháng mà mất dài hết nửa tháng lương rồi. Phải cuối tháng thì là mới tổng kết được là em được nửa tháng lương, nhưng mà ngày 14 mà. Như vậy là cô ấy cũng có hay quên, vô tư thật, hay quên đúng không? Hay quên, nhưng mà hay quên, rất là hay quên, nhưng mà lại không bao giờ quên những cái chuyện mà ví dụ như là làm mặt, là sức kem, hay là những cái chuyện mà chăm sóc bản thân là không bao giờ quên. Nhưng mà những chuyện trong gia đình á thì lại hay quên. Quên một cách hồn nhiên, quên một cách vô tư lắm. Lại hay là hay một cái chuyện là em thì em không nhớ những cái chuyện mà cô ấy làm sai nhiều cho lắm, nhưng mà giờ nói thì em không nhớ được. Giờ có hay nhõng nhẽo không, có ghen tuông không? Không có nhõng nhẽo, không nhõng nhẽo, không ghen tuông, không ghen tuông. Có bừa bộn không? Dạ, có đó. Bừa bộn. Có cứng đầu không? Dạ, ví dụ như cứng đầu nghĩa là cái chuyện đó tôi cô ấy sai, nhưng mà cô ấy không bao giờ nhận là mình sai. Cái chuyện mà vợ chồng với nhau thì sai đúng thì em không có quan trọng cái chuyện đó. Thì vợ chồng thì thường thường nếu mà nó đem về vấn đề mà sai hay đúng á, thường hay dẫn đến cái mâu thuẫn lắm. Tại người nào cũng nghĩ là mình đúng, người nào cũng nghĩ là mình đúng hết á. Mà em thường thường em chờ đợi ở vợ em á là một cái nhìn chung về vấn đề. Dĩ nhiên sẽ có một cái vấn đề đó và em muốn là hai vợ chồng nhìn ra được cái vấn đề đó và giải quyết cái mâu thuẫn đó. Thường thường là như vậy, nhưng mà thường thường bà xã em lại bị cứng đầu. Dẫu là bà xã em biết là mình sai, biết được chồng nói là cái chuyện đó là sai, nhưng mà càng nói là càng làm ngược lại. Càng nói là càng không làm. Cứng đầu và hơi có tính trẻ con. Dạ hơi, thật sự là cũng có hơi cái tính trẻ con, là cũng một phần là bà xã được ba mẹ bảo bọc nhiều quá. Đâm ra thì khi mà đi ra vào một cuộc sống gia đình, thật sự khi mà vào cuộc sống gia đình thì có những cái tính trẻ con mà được bảo bọc bởi ba mẹ đó. Thì em hiểu cái chuyện đó, thì em cũng có nói, em góp ý, giống như là góp ý mỗi lần góp ý một chút chứ không phải là mình góp ý hoài. Nhưng mà cứ mỗi lần góp ý thì cái hành động đó vẫn là diễn ra như vậy. Đâm ra em bực. Khi mà em bực thì em sẽ nhằn, em nói nhiều thì càng nói cô nói anh nói nhiều quá. Rồi là bắt đầu là bực lên. Rồi bực lên thì mình lại bắt cả đầu hai cùng bực. Hai cùng bực. Rồi, thì đấy là những đạt. Cái lý do như thế. Nhưng mà thì dạo gần đây bà xã em cũng đã thay đổi khá là nhiều. Có những cái mặt cải thiện cũng khá nhiều. Em cũng có hay bươi móc lại những cái chuyện cũ. Dạ cũng có bươi móc lại những cái chuyện cũ. Cái đó thì bà vợ nào cũng vậy em ơi. Có nghĩa là bà xã là bình thường là không có ghen đâu, nhưng mà tự nhiên đang nói chuyện một vấn đề gì đó mà liên quan là bà xã sẽ là ảnh nghĩ là con ghen thôi, là giống như anh nói đó, là con phải là người hay ghen, nhưng mà con hay cà khịa mà cà khịa hoài á. Ủa nhưng mà nhắc lại cái chuyện đó, nó có khiến cho cái cục diện á nó thay đổi và nó nặng nề không, nó trầm trọng không? Đúng không? Thật ra như này nè, nhắc lại để vui thôi, cà khịa để vui thôi, nhưng mà có những cái vụ cà khịa
nó dẫn đến cái chuyện gọi là mâu thuẫn á. Dạ đúng, dạ đúng. Thì cà khịa một hai lần đầu thì nó vui, nhưng mà cà khịa đến lần thứ 10 nữa, đúng, 20 là bắt đầu cảm thấy mệt rồi. Mà cà khịa mà cái vấn đề mà nhiều khi mình cái chuyện nó đang bình thường mà cà khịa cái hồi nó quạo luôn á. Nhưng mà em có mong muốn bà xã thay đổi điều gì? Em mong muốn bà xã em là có một cái sự hòa thuận với phía bên gia đình của em. Thì thật không cần gọi là hòa thuận với tất cả, em chỉ cần hòa thuận với mẹ chồng thôi. Thì tại vì có hai mẹ con có một cái xích mích, thì cũng chỉ mong muốn là bà xã hiểu được cái chuyện đó. Thì đối với em thì em sẵn sàng, em hy sinh tất cả mọi thứ, bản thân mình sẵn sàng cho hết cho cái gia đình mình. Em không phải là người tốt, nhưng mà đối với là người gia đình là em không có tiếc cái gì hết đó. Là việc nhà em cũng có thể làm, việc kinh tế em cũng có thể làm, chăm con em cũng có thể làm mọi thứ. Nhưng mà cái việc đối với mẹ thì em vừa mẹ chồng là nàng dâu, em đứng giữa em rất là khó xử. Những cái chuyện ví dụ mẹ bực, vậy mẹ bực nàng dâu và nàng dâu có chuyện với mẹ, em không thể nào ở giữa mà em nói vô được. Nhưng mà lâu chưa, cái mâu thuẫn nó lâu chưa? Cái mâu thuẫn đó cũng trong khoảng một năm đổ lại rồi. Và bây giờ vẫn chưa giải quyết được mâu thuẫn đó chưa luôn. Giải quyết được. Dạ thì đấy là em cũng hy vọng vợ em hiểu cho em, là bởi vì mẹ thì không thể nào thay thế được cả. Mọi thứ bất cứ trong cuộc sống cái gì cũng thay thế ngoài ba mẹ. Ba mẹ là không thể nào thay thế được. Mà mình về cái trách nhiệm của mình thì mình phải, dĩ nhiên em là con trai út trong nhà thì cái trách nhiệm của em là giống như là phục dưỡng mẹ về già rồi. Mà mẹ thì cứ bảo là tao dẫn nó không muốn về ở chung. Mà vợ thì cứ không chịu, giống như là không có chịu thái, không có động thái là nói chuyện với mẹ, tiếp xúc lại với mẹ, hay là con xin lỗi mẹ, hay là lấy lòng mẹ, đại khái là như vậy. Nhưng mà Nam Anh là muốn mẹ về ở chung với mình hả? Dạ đúng à. Thì hiện tại là hai vợ chồng không ở chung với mẹ, nhưng mà tại vì mẹ năm nay cũng gần 70 rồi. Thì đấy thì là cũng... Hiện giờ là mẹ đang ở với ai? Dạ hiện giờ là đang ở với chị cả. Với chị cả, dạ. Nhưng mà mẹ là, tức là Nam Anh chỉ muốn mẹ về ở với mình đúng không? Không, nếu mẹ thích ở với chị cả cũng được. Nói chung là cái mặt của em là em muốn hai mẹ con hòa thuận với nhau, cho dù là không có ở chung hay là không ở chung gì nữa thì cứ một tuần thì cũng phải gặp nhau một lần, ăn uống là mẹ con rồi bà cháu ngồi chơi với nhau, thì nó là một cái chuyện gia đình rất là hiển nhiên. Thì đấy, nhưng mà bây giờ hiện tại là bà ở một cái trạng thái là bà không muốn gặp luôn. Sao vậy? Em suy nghĩ sao về cái đề nghị của chồng, cái mong muốn của chồng chỉ có vậy thôi đó, rồi con thấy thì sao? Thực ra là như vậy nè, chắc chắn là con sẽ suy nghĩ về cái việc này sau đây, tức là sau cái chương trình này về con sẽ suy nghĩ. Nhưng mà thực sự thì tại vì cô cũng là trên cái cương vị giống như cái người lớn, chắc cũng là cũng cỡ mẹ của Nam Anh đúng không? Thì cô nói thật với tụi con là như vậy nè, lúc nào cũng vậy, cho dù mẹ có giận, chẳng hạn giờ đó cô có thể la con, cô có thể nói nặng, thậm chí là nói làm con bị tổn thương, nhưng mà sâu thẳm ở trong tim, trong ruột á, là rất thương. Thương tụi con, tức là càng thương thằng con trai mình bao nhiêu thì sẽ thương cái đứa con dâu bấy nhiêu. Nhưng không phải bà mẹ nào cũng có một cái sự thể hiện giống nhau. Con hiểu không? Có những bà mẹ thì họ thể hiện ra ngoài luôn, họ thể hiện ra ngoài luôn để cho dâu nó hiểu là mình rất thương nó. Nhưng cũng có những bà mẹ chôn ở bên trong và mong rằng con dâu nó phải cảm nhận cái điều đó. Cảm nhận cái điều đó. Tại vì còn về phía con dâu thì theo cô là như vậy nè. Con thua mẹ, con thua chồng, con thua con của con, không gì xấu hổ chứ. Bởi vì sao? Đó là những người mà máu thịt ruột rà của mình. Đứa con của con nó là máu thịt của con, nó là máu thịt của chồng con. Thì đương nhiên nó có cái sợi dây liên đới, đúng không? Con thương con phải thương chồng con. Mà con thương chồng con phải thương những người sinh thành ra chồng con. Cái đó nó mới là một cái sợi dây ràng buộc cho một cái gia đình. Tại vì thực ra là cha mẹ không, cái quỹ thời gian của cha mẹ không còn nhiều đâu. Nay vậy mai kia mọi thứ nó rất vô thường. Thành ra là đừng bao giờ để mình phải hối hận khi mà mọi chuyện nó đáng tiếc xảy ra. Con hiểu ý cô không? Thành ra là mẹ còn thời gian được bao lâu, ba còn thời gian được bao lâu, mình cố gắng, mình bù đắp. Tại vì thực sự thua chồng, thua con, thua cha mẹ, trời ơi, cô nói thiệt với con hả? Là sao? Mẹ của cô năm nay là 82 tuổi, bố là 86 tuổi. Trời ơi, hai cụ khó tính, đó là cha mẹ ruột cô nha, chứ không phải là cha mẹ chồng nữa nha. Trời ơi, khó tính khủng khiếp, không thể chịu nổi. Nhưng mà cô lúc nào cô cũng hề hề hề, cô hề hết. Đó, miễn là
coi như đang giận đùng đùng đây, tưởng là hai ông bà đang ở chung với cô với lại chú đó, hai với hai vợ chồng cô, mà mình tưởng mình không quề được luôn đó, cãi tức là la mình tới mức đó luôn, mình tưởng không quề được luôn, kệ ông bà nói gì nói ngồi cái vậy. Chỉ một tiếng đồng hồ hoặc nửa tiếng đồng hồ sau cô qua bên phòng cha mẹ coi như không có chuyện gì xảy đúng ra rồi. Chỉ cần mẹ đúng rồi chị mẹ hay lắm. Ví dụ gì đó ôm cái là xong đó, cô nói thiệt. Mà như vậy chồng con sẽ cực kỳ đúng hạnh vậy. Phúc tại vì chồng con mà bị ở đứng cửa giữa là mệt lắm con ơi, tội lắm. Đừng để hai cái từ khó xử nó xảy ra trong cái tâm trạng của mỗi người. Và anh hy vọng với những lời khuyên của chị Vân, thôi thì ở đây mình sẽ tạm dừng lại. Và tất cả mọi thứ là để cho các bạn dàn xếp lại với nhau. Và anh vẫn mong muốn rằng là sau chương trình này về, My và chồng sẽ có một cuộc sống nó sẽ tốt hơn, hạnh phúc hơn, hiểu nhau hơn. Và làm sao để cho Nam Anh đừng phải rơi vào cái trạng thái khó xử. Còn những cái vấn đề như thế nào chắc chắn các bạn đều hiểu hết và My cũng hiểu hết với những gì tư vấn từ chị Hồng Vân nha. Đúng không? Ok. Thôi, giờ hai đứa tự nói với nhau một điều gì đó đi. Đó, ok. Nói gì? Yêu anh không? Đúng, càng yêu anh. Em mà yêu anh thì em phải yêu cha mẹ của anh. Và không có cha mẹ cả. Anh sao mà có anh để dành cho em được. Nghe. My có muốn nói gì không? Hai đứa nói gì với nhau đi. Cô nói thiệt, để biết không, cái này nó là một cái lưu lại, một cái kỷ niệm rất là đẹp. Sau này á, con của tụi con lớn lên, đúng không? Nhiều khi nó cứng đầu, nó không có nghe lời mình. Ví dụ vậy, con chỉ cần bật cái đoạn này ra cho tụi nó thấy là đó, ngày trước cũng có lúc mẹ cứng đầu như con vậy đó. Nhưng mà tại sao mà ba mẹ ở được tới bây giờ là bởi vì mẹ biết thay đổi. Ví dụ vậy. Cảm ơn anh luôn chăm sóc mẹ con em. Thôi nhiêu đủ rồi, còn lại thì có thể chúng ta sẽ nói ở phía trong nghe. Dạ rồi, cảm ơn anh chị. Cảm ơn Nam Anh. Dạ. Mình không nói gì vợ mình hả? Mình không nói thì mình hành động đi. Rồi, đẹp. Rồi. Hai đứa.